Ok, chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ cào Triple Diamond nha các bạn. Lâu quá mình không cào tờ giấy này rồi. Cái này thì có như sau: số mình chơi và số mình cào ở đây. Nếu mấy bạn thấy Triple Diamond là hai cái Diamond á, là chúng Double. Còn nếu ba cái Diamond á, là chúng gấp 3 lần. Ở dưới đây thì mình ở Massachusetts, ok. Lost Story Massachusetts nè, mấy bạn thấy không? Ok, logo của mình nè. Giờ mình sẽ cào cho bạn coi nha. Let's go. Số 8 nha các bạn, có số 8 nè. 14, có số 8 và số 14 thì mình sẽ trúng nha. 8 và 14. Số 2. Số 6. 12. 10. Số 1, ủa sao không thấy số 14 mình đâu, giống số 18 mình đâu mấy bạn. Vô. Trời ơi, thiệt tình luôn. Mình có số 8 ra số 7 là sao? Vui không vui rồi đó. 11, 13, trời ơi, 1000. Ok, số 5 nha mấy bạn. Số 3, toàn đã đi bụi rồi nha. Thấy không, không trúng. Thì cái số này thì chỉ chơi cho vui thôi nha các bạn. Chứ nếu mà cào mà trúng hoài thì người ta bỏ việc làm hết, người ta cào với số còn sướng hơn. Có nhiều bạn nói tại sao mình cào không trúng. Tại mình cào thôi chứ mình đâu biết là cái nào trúng hay không trúng đâu. Nếu mà mình biết cái nào trúng á là mình bỏ việc làm mình đi cào với số rồi. Ok, bây giờ từ kế tiếp. Số 9 và số 1, số 4 nha. Số 9 và số 4, 13. Số 6 lộn, số 9 lộn ngược. Số 3 không đường trăm đồng cũng đỡ rồi nè. 14 2000. Số 7 nha các bạn, 25 đồng. Double diamond. Chúng double diamond rồi nha các bạn. Số 8. Số 2, 11, 19, 18 nha các bạn. Ok, tờ này mình đã trúng được double diamond nha. Giờ mình sẽ cài kế tiếp. Lại là số 9 và số 18 nha các bạn. Lại là số 9 và số 18 nha. Có số 9 và số 18 mình trúng nha các bạn. 17, trời ơi. 15, 13. Kế tiếp. Số 4. Lúc cần ra thì không ra, mà lúc không cần ra thì lại ra. Số 1. 12. 14. 100 ngàn ít đâu các bạn. 16. 5 đồng. 18 mà vô rồi. Số 10. Mình có số 9. Mình có số 9 thì đây số 8 với số 10. Mình nằm chính giữa. Đuối. Kế tiếp thôi. 18 nữa nha các bạn. 18 cho 11 nha. Có 18 cho 11 mình trúng nha các bạn. Số 9 nào chịu không chịu ra. Bây giờ ra 20 ngàn luôn mới ghê chứ. Số 4, số 6, 13, số 10, số 2, 12, số 7, không trúng. Đau lòng thấy sợ luôn, không trúng là không trúng mà. Tờ cưới, lucky number. Chúng cỡ 50.000, 100.000 thôi. Nè nó ghiền 100.000, chúng đại 100.000 cũng được. Đang mùa dịch mà. 18 và số 6 nha. Có số 18 và số 6 mình trúng nha các bạn. Ok. Oh, lucky number 18. Số 7. Số 2. 11. Số
số 9 20.000, 17, 16, mình có số 6 ra 16 là sao? Không vui. Số 5 thêm một con 18 nữa, chắc này trúng nhỏ quá. Hai con 18, thêm con số 8 nữa. Ok, bây giờ mình sẽ nặng nha mấy bạn. Giờ mình sẽ nặng nha. 100.000 hay 200.000 hay 20.000 cũng được. 100.000, 100.000, trời ơi có 1 đồng mấy bạn ơi. 2 đồng, đau lòng. Tôi có 2 đồng nha mấy bạn. Ok, giờ mình sẽ nặng thôi. Cái này là double nha. Lớn, lớn, lớn. Ơi trời ơi, thua rồi, thua rồi. Cái này chị chung được có 42 đồng. Double lên là được 2 đồng. 1 đồng double lên được 2 đồng. Ok. Channel của mình cũng mong rằng mấy bạn sẽ ủng hộ nhiều. Mình chỉ cần với số 2 đồng thôi. Làm clip cho vui nha mấy bạn. Nếu mà thấy hay thì hãy ủng hộ mình ở dưới. Còn ai muốn mình cào giấy số gì thì hãy comment ở bên dưới thì mình sẽ đọc comment và mình sẽ cào cho mấy bạn coi. Mong rồi mấy bạn sẽ ủng hộ channel mình nhiều. Thank you. Mình coi lại còn một con mình chưa cào. Mà cào rồi cũng không trúng luôn. Là sao? Con này mình để quên không cào. Trúng cào ra con số 3 không trúng. Này cào hết rồi. Cái này cào hết rồi. Trúng 2 tờ. Ok.